Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách đăng video hình ảnh trên Instagram ở trên máy tính. Thì rất là nhiều bạn hỏi là Nhất ơi, làm thế nào có thể đăng được những cái status trên Instagram ở trên máy tính. Thì xin mời các bạn đón xem video này. Rồi, đầu tiên các bạn hãy truy cập vào Instagram, nhấn continue hoặc là đăng nhập, đúng không ạ? Các bạn đăng nhập vào Instagram. Tiếp đến thì các bạn nhấn chuột phải lựa chọn cái dòng cuối cùng này, Ctrl Shift C, Ctrl Shift Y hoặc là F12 tùy cái trình duyệt của bạn, đúng không ạ? Rồi các bạn click vào. Rồi tiếp đến các bạn lựa chọn một cái phiên bản điện thoại ở đây. Ok, các bạn hãy click vào cái phần biểu tượng này này, đúng không ạ? Biểu tượng này. Và các bạn lựa chọn một phiên bản điện thoại. Rồi các bạn load lại trang thì nó sẽ xuất hiện cái nút, đúng không ạ, để chúng ta có thể đăng bài. Công việc của bạn là lựa chọn hình ảnh video, bấm next, đăng một cái dòng trạng thái lên và nhấn share thôi, đúng không ạ? Vô cùng đơn giản. Rồi, nhớ sẽ làm lại. Ok, loa lại trang một chút, đúng không ạ? Rồi, các bạn click chuột phải này, lựa chọn Ctrl Shift C, Ctrl Shift E, F12. Rồi, click vào cái phần biểu tượng này, đúng không ạ? Đó, click vào, lựa chọn một phiên bản điện thoại. Tiếp đến load lại trang. Sau khi load lại trang thì nó sẽ xuất hiện cái nút này. Thì cái công việc của bạn là click vào. Rồi, và đăng thôi, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc bạn thành công.